Hello YouTube, Boss Rino, welcome to my channel. So ito, the darkest, the darkest, the cold TV, darkest, the cold TV. So ito yung Vietnamese ulit, di ba? Yeah, ito ang titirahin natin dahil ito ay maganda at wala nang bago. Siya lang yung masipag mag-upload do. Siya ito yung mga bago. So titirahin natin ito, itatranslate ko na lang ulit sa inyo para mahasa ang aking pinag-aralan sa Harvard. So ito, sana matakot tayo. Ang oras ngayon ay 12:44, medyo na-late ako, buwisit. Patay na naman ako ito. So, tirahin natin ito, bago pa. Tirahin ang iba. Số 1. Đó có phải là ma? Đoạn video này được một gia đình ở Tây Ban Nha ghi lại khi họ đang kiểm tra chiếc camera giám sát của mình vào đêm khuya. Theo như lời mà người chủ của căn nhà kể. Sa lugar daw na ito ay walang kwenta ang mga nagpa-park kung saan-saan lang daw kasi kung sa basta lang makapag-park. Lại, anh ta nói rằng vào đêm hôm đó, sau khi đi làm về, anh có kiểm tra chiếc camera giám sát được lắp đặt phía trước nhà của mình thì cả gia đình của anh ấy đã thật sự rợn hết da gà khi phát hiện khoảnh khắc có một thứ gì đó rất kỳ lạ đã xuất hiện trước nhà của mình. Pagbasdan daw natin. Anong meron dito? Tangina, bigla akong natakot ako dun ah. Biglang lumitaw yung ano ah. Takot ako sa ganun yung buhok na babae. Tapos, alam mo na eh, parang nakaputi eh, no? Takot ako sa ganyan. Pag nakakita ako, mas takot ako sa ganyan. Bạn có thể thấy, đó dường như là một cái đầu của một thế lực vô hình nào đó đã xuất hiện. Gago mo lang katawan. Buhok lang, tsaka noo. Và bay vụt qua phía trước nhà của người đàn ông. Ồ. Có lẽ vì quá muốn biết câu trả lời dành cho video này, nên gia đình họ đã quyết định chia sẻ nó. Tang ina, invisible pero yung buhok hindi naging invisible kasi buhok hindi naligo eh, parang hindi sinuklay eh. Kaya halata eh. Nó lên mạng xã hội để tìm lời giải. Một số khán giả đã theo dõi rất kỹ video và cho nhận xét rằng đó có thể là cái đầu của một con ma đã xuất hiện và bay trong hư không. Hindi tuloy na tinakita kung sexy o mataba o chubby. Số khác thì cho rằng nó rất giống với một đoạn video được dàn dựng. Còn bạn, bạn nghĩ sao về hai giả thuyết trên? Nhớ nêu lên ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận nhé. Takot ako sa buhok. Buti na lang wala akong buhok. Sorry, hindi ko na na-translate ha, kasi natakot ako doon sa buhok eh. Natakot. Iniisip ko kasi kung edit o hindi eh. Parang hindi kasi eh, no? Parang wala akong maisip paano in-edit. Kasi naglalakad invisible eh. Kailangan mo alisin yung katawan para maging ganun yun eh. So, hindi ko alam paano i-edit. So, feeling ko 70% totoo. Hoạt động bí ẩn lúc đêm khuya. Cách đây không lâu, vào ngày 13 tháng 9 năm 2022, một người đàn ông sống tại Ấn Độ đã cho rằng căn nhà mà hiện tại anh ta đang sinh sống. So ito daw ay natutulog na parang ang ganda daw ng kamay, parang banig or folding bed na presko. Pero kahit presko na yung kama, sobrang init daw nung panahon na to, kaya paigot-igot yung tao. Một người đàn ông sống tại Ấn Độ đã cho rằng căn nhà mà hiện tại anh ta đang sinh sống dường như đang xảy ra những hiện tượng ma ám vô cùng đáng sợ. Đỉnh điểm nhất là vào đêm ngày 13 tháng 9, anh ta đang ngủ trong nhà của mình thì những hiện tượng tâm linh bắt đầu xuất hiện một cách cực kỳ đáng. Kahit daw nakatapat tayo sobrang laki ng electric fan, binabalas pa rin daw yung nakahiga. Sợ, những đồ vật ở trong nhà dường như đang tự di chuyển khi không có một thứ gì đã tác động vào nó. Oh, putang ina, gumalaw yung electric fan. Oh, gago. Ano yun? May gumalaw? Ay, putang ano mo. Ay, patay pala, gago. Patay pala. Kaya pala init na init kang hayop ka. Eh, patay naman pala yung electric pump mo.
Boom! Patay ka, nahulog yung bote. Oh shit. Oh. Madilim eh, no? Naka-night mode lang eh. Oh, tang ina, itinuwid mo pa yan? Eh, patay nga! Ah, ayup ka talaga. Iba ka rin eh, no? Iba rin ang trip mo eh. Itinapat pa sa kanya, eh, patay naman. Ano trip nyo? Oh, gago. Buksan mo kasi. Ang tanga mo. Ay, tangang puta. Akala niya siguro bukas yung electric fan. Kasi madilim, hindi niya kita eh. Ano na? Nakumot pa. Putang ina, ibang kasi talaga to. Gusto mo ilaw, tanga. O yan, natakot ka. Natakot sa electric fan. Ang laki kasi. Buta, patay ka. Tang inong electric fan to. Dami nangyayari dito. Ang gulo nung ano? Ang gulo nung multo. Oh, tang ina mo. Ano na, babalik ka pa, dadampotin mo pa yan. Gulo-gulo mo talaga. Bạn có thể thấy những đồ vật trong nhà dường như đang tự động di chuyển một cách kỳ lạ. Đầu tiên là chiếc quạt đang được đặt ở dưới chân giường. Sau đó là bây giờ una daw gumalaw yung electric fan. So pero patay pala. Akala din daw niya bukas yun. Ở trên tủ, nó đã tự động di chuyển. Tapos gumalaw daw yung kaldero. Đã tác động vào nó, thật đáng sợ. Theo mình nghĩ, đó rất có thể là do một thế lực vô hình nào đó. Ah, okay, sabi nung commentator, mga pangatlong araw na daw 'to nangyayari dun sa tao. Kaya yung tao ay takot na. Nhà của người đàn ông này và chọc phá anh ta. Ito pa paano, ito pa paano tumba, hindi wala naman tumulak. Bạn nghĩ sao về đoạn video đáng sợ trên? Nhớ nêu lên ý kiến của bạn sau khi theo dõi hết video này nhé. Xin cảm ơn. Boom! Itang. Bakit kasi naglalagay kayo ng kaldero doon sa loob ng kwarto? Mumultuhin ka talaga, si Raulo eh. Số 3. Khuôn mặt ma quái. Đây là một khu đất trống bị bỏ hoang. Trước kia nó thuộc quyền sở hữu của một gia đình ở Indonesia. Nơi đây được xem là một trong những mảnh đất trống lớn nhất trong khu vực. Tuy nhiên, mảnh đất đã bị bỏ hoang hơn 10 năm qua. Và theo một số câu chuyện đồn thổi của người dân địa phương thì nơi đây thường được họ gọi là mảnh đất ma ám. Theo thời gian, nơi đây trở thành nơi nổi tiếng về những hiện tượng tâm linh đã từng xảy ra ở đây. Chính điều này đã trở thành một chủ đề khiến cho rất nhiều nhà điều tra tâm linh tò mò và đến đây để khám phá. Trong số đó, nhóm điều tra tâm linh mà bạn đang được theo dõi sau đây. Nhóm này đã từng đi đến rất nhiều nơi bí ẩn ma ám ở Indonesia, nhưng họ vẫn chưa bao giờ nhìn thấy hoặc chứng kiến hồn ma nào đáng sợ như ở mảnh đất này.
Và đây là những gì mà nhóm điều tra tâm linh đã quay được ở mảnh đất huyền bí đó. Bakit ganun na merong sa loob, sa gitna ng gubat may mga ganyan sa kanila, no? Yung parang abandoned na nimula kong bahay o ano lang eh, parang square lang eh, no? Xin mời bạn cùng theo dõi. Naku, nakakatakot itong mga ganitong bato-bato na to. Putang ina, may kandila, mira. Patay ka. Ay, cabrón, mira. Ay, puta, may mangkukulam dito. Ah, eso sí es un trabajo fuerte, eh. Tiene alfileres, mira. Gago yung manika, nakatali, oh. Kawawa naman, manika na, tinali pang hayop. Talaga naman makukulam. Ay, güey, no mames! Putang ilang gulat ko, ang pangit! No mames, güey! Ang pangit yun, ah. Parang ano na-agdas? Ala madre, güey. Bisto makbo, ah. Putang ilang yun, ah. No mames. Bạn có thể thấy, khi nhóm điều tra này tìm thấy một căn nhà hoang, họ đã đi vào bên trong và tìm thấy một nghi lễ rất kỳ lạ, giống như ai đã để lại trước đó, và điều này đã làm cho họ chú ý. Trong lúc đang kiểm tra nghi lễ kỳ lạ đó, so, may nag-orasyon daw dito na mangkukulam. Tapos nakita nung mangkukulam na nagpa-flashlight daw doon, kaya nakapagtago kagad. Từ phía sau lưng họ phát ra một tiếng động kỳ lạ. Sau khi quay lưng lại để nhìn, thì họ đã thật sự bị hoảng sợ khi phát hiện một khuôn mặt quái dị đang nhìn về phía mình. Lúc này nhóm điều... Buti daw inabot daw nila to, kasi kung hindi kawawa daw yung bata na kukulamin. Kasi bata yung kukulamin eh, tiyali-tali daw. Buti daw at inaabutan at takaligtas. Cha đã nhận thấy những gì đang diễn ra trước mắt họ. Theo phản xạ, họ quay lại và đi tìm kiếm, nhưng chẳng phát hiện được gì cả. Thật đáng sợ. Theo mình nghĩ, đó rất có thể là một con quỷ đang ẩn nấp ở mảnh đất trong này. Pangit to, para siya na Agnes lang. Còn nghi lễ kỳ lạ kia rất có thể là do những nhà điều tra tâm linh khác đã để lại trước đó. Còn bạn, bạn nghĩ sao về giả thuyết trên? Nhớ nêu lên ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận nhé. Baka birthday lang naman ng mga kukulam, kaya may cake. Yun ang cake nila eh. So yun! Simple lang siya, no? Pero okay na din. Yung pangalang video, yung may kaldero, may ano, may electric pan, medyo okay yun, nakakatakot. Tapos yung una, ano ba yung una? Yung una ay yung, yun, doon ako natakot, yung may buhok na walang katawan. Parang invisible yung katawan. No, hindi ko na parang i-edit yun, parang mahirap i-edit yun. Kasi lumalakad, kita mo pa rin yung lupa, yung pinakalupa, di ba? So, piling ko yun, CCTV yun ang nakakatakot talaga. Kahit nasabihin mo na camera error yun, nakakatakot pa rin yun, di ba? So, yun, maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. I came from the mud. There's dirt on my